Hello mọi người. Mọi người ơi, tiệm hôm nay về một bé mèo cực kỳ cute hạt me luôn mọi người nha. Một bé mèo anh lông ngắn xám xanh, tai cụp thuần chủng luôn. Lông thảm, đuôi to, đốt chồn nha mọi người nha. Đuôi rất to và ngắn cho mọi người xem đuôi nè. Em ơi, quay đây. Mọi người xem cái đuôi của em nè. Trời ơi, ngắn chưa? To chưa? Trời ơi, cưng thật sự mọi người ơi, ở ngoài đẹp hơn lắm luôn ý, đẹp hơn trên video cực kỳ nhiều nha. Ôi, mọi người thấy dễ thương chưa? Em thấy thế em cute hợp me chưa nào? 3 triệu rưỡi cho một bé mèo anh lông ngắn thuần chủng màu xám xanh nha mọi người nha. Tai cụp luôn nè, tai cụp sắt nha. Ôi cưng lắm, trộm vía là tiệm đón bé ở trại lên nhưng bé không hề lạ nha mọi người nha. Rất là hoạt bát, rất là nhanh nhẹn luôn. Xem mà muốn dưỡng em thì liên hệ với tiệm chúng mình để đón bé về ngay nha. Ôi trời ơi, trình dưới nhỏ trình chịu luôn mọi người ạ. Ở ngoài đẹp hơn rất rất là nhiều mọi người nha. Mọi người sờ tận mắt thì ôi trời ơi phê luôn mọi người ạ. Mọi người thấy lông chưa? Mọi người thấy chất lông thảm chưa? Đuôi này mọi người này, ngắn tụn nha. Đuôi to ngắn, ôi bé này hơi bị xinh nha mọi người ạ, lớn lên thì bao đẹp luôn. Các bạn ơi, mình kết thúc video của bé đây nha. Xem nào mà muốn rước bé thì liên hệ với tiệm chúng mình nha. Bye bye các bạn.